Sau việc gặp chuyện buồn vận xui đầu năm Mậu Tuất 2018, bước sang năm Mậu Tuất 2018, nhiều sao Việt đã gặp vận xui khi trong gia đình có người mất, con ốm đau và mất ví. Bước qua năm mới, ai cũng mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Tuy nhiên, nhiều sao Việt mới đầu năm đã gặp vận đen, chuyện buồn liên quan đến bản thân và gia đình. Đầu tiên phải kể đến chuyện buồn của sao Việt Quang Dũng. Mới mùng 2 Tết Nguyên Đán, bố của nam ca sĩ đã qua đời. Trong khi nhiều nhà đang vui vẻ ăn Tết, thì gia đình anh đau buồn và lo tang lễ cho bố. Diễn viên Lê Nam đã bị đột quỵ sau Tết Nguyên Đán. Đạo diễn Trừng Bùm cho biết Lê Nam phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện 115 vào lúc 23 giờ mùng 5. Lê Nam đi diễn về, vừa ngồi ăn cùng hai người bạn thì cơn đau đầu ập tới. Sau đó cậu ấy ngất xỉu và được hai người bạn đưa đi cấp cứu. May mắn là được bác sĩ chữa kịp thời. Hiện cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện để bác sĩ khám và xét nghiệm thêm, đạo diễn kể thêm. Đầu năm, diễn viên Hoàng Anh đã gặp phải chuyện bực mình khi một trang tin lấy hình ảnh của vợ chồng anh để làm ảnh minh họa cho bài viết về giang hồ huyết chiến đêm 30 Tết. Quang Bảo tiết lộ Tết tay mất tiền mặt, Tết ta lại mất ví. Bảo Thanh cũng gặp chuyện phiền đầu năm, cô chia sẻ, lừa đảo, Thanh không bán điện thoại nhé. Pay bán điện thoại, giá 1 triệu là giả mạo, ai mua ở Pay thì vào đó mà đòi. Đừng có đòi tôi không liên quan nhé, mới đầu năm mà vào đòi điện thoại mới sợ chứ, mệt thế. Minh Tiệp tiết lộ anh đã làm hỏng điện thoại đầu năm. Chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc bị mất điện thoại khi đi du lịch ở Nhật Bản. Cát Phượng than thở chuyện con ốm đầu năm và cho biết vận hạn của cô.